À, xin chào quý vị và các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm cái món đậu xanh rau má để giải nhiệt mùa hè nhé. À, đối với mùa hè mà mình uống cái thức uống là rau má thì nó rất là tốt cho sức khỏe nhé. À, hôm nay là mình làm một công thức mới. Thì bình thường thì mọi người có thể là nấu nước rau má lên để uống, nhưng mà hôm nay mình sẽ làm cái công thức mới để các bạn có thể là sử dụng vào ngày hè nóng nước của mình nhé. À, đó là rau má đậu xanh. Thì đầu tiên là mình sử dụng rau má này. Rau má này, đối với rau má này thì mình phải nhặt hết những cái rễ rau lá má này, và chúng ta rửa sạch nhiều lần nhé, bởi vì khi mà rau má mình xay sống như thế này thì mình phải rửa sạch, vì mình không nấu hôm qua nên mình rửa sạch sẽ nhiều lần, và mình ngâm muối loãng đi, xong rồi mình lại rửa sạch lại lại tiếp, và sau đó mình sẽ để ráo nước nhé. Đó, để ráo nước. Và thứ hai nữa là đậu xanh. À, đậu xanh này thì mình mua cái đậu có vỏ cũng được mà đậu không vỏ cũng được, mình mua cái đậu này nó tiện. Và đối với đậu xanh này thì mình phải rửa sạch, mình rửa sạch và mình sẽ ngâm nước khoảng tầm 30 phút. Thì bây giờ mình sẽ đi rửa đậu xanh nhé. Đây các bạn nhé, mình chuẩn bị một thau nước và mình cho đậu xanh vào. À, đối với đậu xanh này thì mình khi rửa mình phải vò trước nhé, khi mình phải vò trước nó sạch. À, các bạn không nên là ngâm xong 3 phút các bạn rửa các bạn vò thì cái đậu xanh này nó sẽ bị vỡ và bị nát ra, còn mình lúc mới đầu thì mình nên vò và rửa luôn. Đó. Rồi chúng ta sẽ ngâm sau. Ta vò cho nó sạch cái đậu xanh ấy. Đây, bây giờ khi mình đã rửa sạch đậu xanh rồi thì mình sẽ ngâm đậu xanh trong vòng khoảng tầm 30 phút nhé. Còn rau má thì mình đã làm sạch sẽ rồi, không cần phải làm nữa. Đây các bạn nhé, đỗ mình đã ngâm được khoảng tầm 30 phút nhé. Rửa sạch và ngâm khoảng 30 phút nhé. Bây giờ mình sẽ đi luộc đỗ. Thì luộc đỗ thì các bạn có thể luộc hoặc có thể hấp cũng được nhé. Thì hai cách đó. Chúng ta đi luộc đỗ nhé. Các bạn nhé. Trong quá trình mình đang chờ luộc đỗ thì mình sẽ xay rau má nhé. Thì mình sẽ cho rau má vào. Đây, mình sẽ cho rau má vào trong. Cái rau má này bạn có thể cắt đôi cắt ba đi cho nó dễ xay nhé. Chúng ta cắt. Chúng ta cắt nhỏ và dễ xay. Cắt nhỏ hẳn đi. Bây giờ chúng ta đi xay nhé. Chúng ta bỏ rau má vào máy. Đây, mình cho một cốc nước lọc đun sôi và để nguội nhé. Bây giờ chúng ta đã đi xay nhé. Đây, các bạn cho má mình đã xay xong nhé. Thì mình sẽ lọc một quả bát nhé để mất cái cặn bã của cái rau nhé. Mình xay. Bây giờ mình sử dụng cái môi này mình vớt vớt cái bọt nhé.
Mình vớt cái bọt của cái lớp nước rau má này đi nhé. Bọt. Các bạn nhé, đậu xanh của mình đã luộc chín rừ nhé. Các bạn phải luộc chín rừ nhé, không phải luộc sống nhé. Rồi, chúng ta thì như trong quá trình đang nóng như thế này thì chúng ta cho đường vào nhé. Các bạn nào muốn ăn ngọt thì nhiều thì cho đường nhiều, còn ăn ngọt vừa thì cho đường ít nhé. Mình cho đường vào. Mình sẽ đảo đều cho đường nó đang đậu xanh nó đang nóng á thì nó nhanh tan đường ra. À, mình phải cho thêm ít đường nữa bởi vì là mình không uống không bỏ sữa đặc. À, đối với đậu xanh này thì nếu các bạn muốn uống để uống hạt to thì các bạn lấy cái bắc đánh đánh nhuyễn cái đậu xanh này ra, còn nếu các bạn muốn xay sinh tố cũng được nhá, thì mình sẽ dùng máy xay sinh tố mình xay cho các bạn xem nhé. Mình xay đây, mình bỏ vào máy xay để mình xay. Đây mình đi xay nhé. À, các bạn ơi, đậu xanh của mình đã xay xong và nhuyễn rất là nhuyễn nhé. Đó. Xay nhuyễn rồi thì bây giờ mình sẽ chế biến một ly nước rau má đậu xanh để uống nhé. Thì đầu tiên mình sử dụng cốc này. Cốc thì mình sẽ, nếu như các bạn mà cho đường nhiều vào trong này thôi uống đường không ạ thì mình không cho thêm sữa đặc nữa, còn nếu bạn nào mà muốn uống thích uống sữa đặc nữa thì chúng ta cho một ít sữa đặc vào vào ly nhé, cho bí sữa đặc vào ly và chúng ta cho cái đậu xanh vào. Nhưng mà mình thì mình không uống sữa đặc nhé. Cho đậu xanh vào. Đây các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cho nước rau má vào. Các bạn nhé. Mình đã hai màu rất là đẹp nhỉ. Đó. Đây các bạn nhá, món đậu xanh rau má của mình đã xong nhá. Rất là ngon đúng không? Nhìn rất là hấp dẫn. Mùa hè mà các bạn giải nhiệt bằng cái món rau má rất là tốt nhé. Chúc các bạn làm cái món nước má đậu xanh thành công nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Nhớ chia sẻ giúp mình nhé. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo nhé. Đây, mình quay cho các bạn xem này. Rồi, nếu như các bạn nào uống lạnh thì chúng ta cho đá vào nhé.